Ngày 10 tháng 8 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Quân khu 5 tổ chức tọa đàm quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường. Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đồng chủ trì tọa đàm. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, ý thức bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục sự cố môi trường, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh sạch đẹp. Đại tá Đỗ Khắc Cẩn nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên đã và đang được triển khai sâu rộng ở các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ thị hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và nhiệm vụ khác của đơn vị. Văn phòng Tổng cục Chính trị sẽ tổng hợp kiến nghị đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng có liên quan về những chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, tính tích cực, chủ động sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường hiện nay.